Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính như sau. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Ban An ninh Cần Thơ luôn nêu cao tinh thần bất khuất, kiên trung với Đảng, gắn bó với nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và mở rộng chuỗi liên kết sản xuất là hai khâu đột phá được thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện để phát triển nông nghiệp bền vững. Hôm nay, ngày thương hiệu Việt Nam, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ nỗ lực xây dựng thương hiệu, ngành chức năng quan tâm hỗ trợ kết nối thị trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ. Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay 20 tháng 4, tại hội trường Công an thành phố Cần Thơ, Ban An ninh Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập. Đến dự có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng. Từ sáng sớm, 183 cán bộ thuộc Ban An ninh Cần Thơ ngày trước đã có mặt tại hội trường Công an thành phố Cần Thơ để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm của những ngày máu lửa tại chiến trường miền Nam, hy sinh mất mát nhưng rất đỗi tự hào. Đi họp chi bộ, họp về trên đoạn đường về, người lính biết phát hiện trong cứ á, về chưa tới cứ nữa thì nó phát hiện rồi nó bắn cục cái tay. Hồi lúc vô đảng này tôi cũng quyết tâm để là làm hoàn thành nhiệm vụ trong mà đảng nhà nước rồi giao cho mình đó, đánh vụ án rồi mình cũng làm, tiếp tục mình làm cho nó thành công ha. Trong lòng của anh em lực lượng công an Cần Thơ đó là trước sau như một, tức là thề hy sinh cho tổ quốc. Cho nên chính vì vậy đó mà trong cái quá trình hoạt động cách mạng đó thì nhiều đồng chí đã ngã xuống, đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, thì những đồng chí còn lại là tiến lên để làm sao là thực hiện được cái mục tiêu là giải phóng dân tộc. Cho nên là trong cái chiến dịch mùa xuân năm 75 đó thì chiến sĩ công an Cần Thơ đã góp phần rất quan trọng cho việc đó là đánh chiếm các cái mục tiêu cơ bản của thành phố Cần Thơ. Cách đây 60 năm, tại kênh So Đũa, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ, lực lượng an ninh tỉnh Cần Thơ được thành lập, lấy bí danh U4, huyện Y, an ninh xã V. Ban đầu chỉ có 2 lãnh đạo và 6 cán bộ chiến sĩ, sau đó phát triển lực lượng an ninh ra 5 huyện và các xã thị trấn. Từ năm 1965 đến năm 1966 trở đi, hình thành thêm các bộ phận như văn phòng trinh sát, bảo vệ chính trị, điệp báo, chấp pháp trại giam, an ninh vũ trang, quân số lúc bấy giờ khoảng 100 người thuộc cấp tỉnh và 339 người thuộc an ninh cấp huyện, xã, thị trấn. Đến khi chuẩn bị tổng tiến công mùa xuân năm 1975 thì điều động an ninh huyện, xã tập trung lên tỉnh. Lúc này có khoảng 225 người tham gia chiến dịch. Thắng lợi của an ninh tỉnh Cần Thơ là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thắng lợi của lực lượng an ninh Cần Thơ là học tập làm theo lời Bác dạy. Là thắng lợi của ý chí và tinh thần của người Cộng sản. Thà hy sinh chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Đồng thời, chúng ta cũng khẳng định rằng chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng có sự góp phần to lớn của lực lượng an ninh miền Nam, trong đó có lực lượng an ninh tỉnh Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó. Với tinh thần chỉ biết còn đảng là còn mình và năm lời thề danh dự của người chiến sĩ an ninh, lực lượng an ninh Cần Thơ luôn đoàn kết, gắn bó, dựa vào dân, phát động phong trào phòng gian bảo mật, vận động dân một tấc không đi, một ly không rời, nắm và nhận định, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo và làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng lực lượng bí mật ngay trong tổ chức địch, dùng địch đánh địch, phát hiện bóc gỡ hàng trăm mạng lưới tình báo gián điệp, mật báo, phối hợp chặt 3 mũi giáp công với 3 thứ quân, tấn công địch càn quét, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, căn cứ và vùng giải phóng, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn vào dịp tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất
các tổ chức chính trị phản động có vũ trang, nhen nhóm hoạt động chống phá, nhưng lực lượng an ninh Cần Thơ vẫn luôn làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, xây dựng lực lượng bí mật và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nên đã phá hàng trăm chuyên án, bắt và xử lý hàng ngàn tên, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và giữ vững an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Tôi tin tưởng rằng lực lượng chiến sĩ công an thành phố Cần Thơ sẽ qua phát huy truyền thống vẻ vang, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì nước quên thân, vì dân phục vụ, và nỗ lực phấn đấu mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và của thành phố Cần Thơ. Ghi nhận những chiến công của Ban An ninh Cần Thơ, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã tặng bức trướng của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tặng lực lượng an ninh Cần Thơ 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Chiều nay, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành hữu quan có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 114.000 đất nông nghiệp, chiếm gần 80% diện tích đất tự nhiên. Hàng năm sản lượng lúa đạt trên 1,3 triệu tấn, trái cây gần 170.000 tấn, thủy sản trên 220.000 tấn. Ngành nông nghiệp đang quản lý 471 cơ sở chế biến nông sản, thủy sản, hỗ trợ chứng nhận 41 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ có xu hướng phát triển, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Trên địa bàn thành phố đã hình thành các chuỗi nông sản có giá trị lớn, sản lượng cao như cá tra, trái cây, lúa thơm. Sản xuất nông nghiệp đã tích hợp nhiều giá trị sản phẩm, thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp, chế biến và du lịch. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhiều lĩnh vực còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Tại buổi làm việc, ngành nông nghiệp đề xuất một số nội dung giải pháp phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. Trong đó, hai khâu đột phá là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện sản xuất nông nghiệp và mở rộng chuỗi liên kết sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp, đồng thời chỉ đạo một số nội dung quan trọng để nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững trong thời gian tới. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố do ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, giám sát công tác triển khai kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố và các quận huyện, công tác triển khai các dự án thu hồi đất đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 do Ủy ban Nhân dân các quận huyện làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham gia buổi giám sát. Những tháng đầu năm nay, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 18.600 tỷ đồng, đạt 10,4%, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp đang dần dần khôi phục với số doanh nghiệp đang hoạt động là 1.089 doanh nghiệp. Tổng doanh thu từ du lịch trên 416,7 tỷ đồng, đạt 12,5%, tăng 2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 1.921 tỷ đồng, đạt 17,2% dự toán Trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Đối với công tác thu hồi đất để triển khai các dự án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021, đến nay, các quận huyện đang tiến hành các thủ tục để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội còn thấp để phấn đấu thực hiện. Nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, để nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm, thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án. Chiều nay tại Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo công tác triển khai hóa đơn điện tử có buổi họp để nghe báo cáo về kết quả thu ngân sách quý 1 và nhiệm vụ thu quý 2. Tham dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo công tác triển khai hóa đơn điện tử và các sở ban ngành quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Kết thúc quý 1, ngành thuế thành phố Cần Thơ thu thuế hơn 2.800 tỷ đồng, đạt 26,7%. Trong đó, có 7 trên 15 khoản thu sát thuế đạt từ 25% đến 55% kế hoạch năm. 8 trên 9 quận huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế. Về công tác triển khai hóa đơn điện tử, các tổ chức cá nhân kinh doanh đều được tuyên truyền đầy đủ về lợi ích của hóa đơn điện tử, đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, thời gian bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện hóa đơn điện tử. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả mà ngành thuế đạt được. Ông chỉ đạo ngành thuế và các ban ngành liên quan, các quận huyện đẩy mạnh tuyên truyền hóa đơn điện tử đến tận các thành phần kinh tế với mục tiêu đến ngày 15 tháng 6 năm nay, 100% tổ chức cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử. Ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt công tác chống thất thu thuế ở lĩnh vực ăn uống, tạo nguồn và nuôi dưỡng nguồn thu. Sáng nay, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Tham dự có Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Quý 1 năm nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong đó quán triệt và triển khai đầy đủ chỉ thị nghị quyết các cấp, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100%, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, ra quân huấn luyện và huấn luyện các đối tượng đạt theo kế hoạch đề ra, phối hợp tổ chức thành công Tết Quân Dân năm 2022 tại xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh và Tết Quân Dân mừng cho trên năm thơ mây tại huyện Cờ Đỏ. Đảng ủy quân sự thành phố đã thông qua nghị quyết quý 2 với một số nhiệm vụ quan trọng như quản lý tốt tình hình tư tưởng, nhất là đối với chiến sĩ mới, soát xét lại công tác cán bộ để tạo nguồn, làm tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo, tham mưu ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, triển khai văn kiện chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Thực hiện chỉ đạo của quận ủy, hội đồng nhân dân quận, chương trình ô cốp đang phát triển nhanh ở Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các sản phẩm ô cốp nhìn chung có giá trị gia tăng cao như là nét riêng của địa phương nơi đây. Là đô thị trung tâm thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều vẫn quan tâm thực hiện chương trình ô cốp. Qua các lần đánh giá xếp hạng cấp thành phố, đến nay quận có 8 sản phẩm 4 sao và 7 sản phẩm 3 sao. Không chỉ có nhiều sản phẩm ô cốp, đây là địa phương nằm trong nhóm có nhiều sản phẩm đạt 4 sao ở thành phố Cần Thơ. Trong số này còn có sản phẩm tiềm năng 5 sao. Thực hiện kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố và nghị quyết của quận ủy, hội đồng nhân quận Ninh Kiều đã xây dựng và được hội đồng ô cốp của thành phố là công nhận 15 cái sản phẩm đạt ô cốp. Thì phải nói là cái chương trình này thì giúp cho các cái doanh nghiệp họ có điều kiện để quảng bá sản phẩm, có điều kiện để công bố chất lượng sản phẩm, và nó cũng tạo được cái niềm tin của người dân trong vấn đề là sử dụng các cái hàng hóa sản phẩm cũng an tâm hơn, và nó tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp mở rộng sản xuất cũng như là nâng cao chất lượng và tiến tới là có thể là xuất khẩu và cạnh tranh với các mặt hàng trên khu vực cũng như là thế giới. Công ty Sumo Food Việt Nam thành lập cuối năm 2019. Đến giữa năm 2020, sản phẩm của công ty được xét đạt 4 sao cấp thành phố. Điều này phần nào thể hiện hiệu quả công tác rà soát, công tác vận động tham gia và xây dựng sản phẩm ô cốp chất lượng tốt của quận. Năng lực tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cũng góp phần bổ trợ quan trọng cho sản phẩm làm ô cốp. Dịch bệnh được kiểm soát, tín hiệu thị trường dần khả quan hơn. Gần đây thì một số các cơ quan ban ngành, đó, ví dụ như là Sở Nông nghiệp hay là Sở Công Thương, hay là Xúc Tiến Thương mại hay là Kinh tế quận đó, thì hỗ trợ cho doanh nghiệp rất nhiều về cái chương trình, ví dụ như là quảng bá sản phẩm hoặc là đưa những sản phẩm lên các trang thương mại điện tử trong tỉnh cũng như là các trang thương mại như Shopee, Lazada, Sen Đỏ, rồi Voso, rồi VNBoss, v.v. Thật ra cũng có nhiều cái tín hiệu tốt, ví dụ như là người tiêu dùng ta biết đến sản phẩm mình nhiều hơn. Thật ra các cái chuỗi cửa hàng, các siêu thị trong nước họ quan tâm đến sản phẩm mình, kể cả những cái đối tác nước ngoài họ bắt đầu họ cũng có đặt vấn đề thăm dò, tìm hiểu về sản phẩm của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Haiji and Banasi sản xuất hơn 10 loại trà thảo dược.
trong đó có 5 loại có nguyên liệu từ rau, quả, canh tác trên địa bàn thành phố. 5 sản phẩm này nằm trong số 8 sản phẩm chỉ được quận đánh giá xếp hạng 4 sao và gửi hồ sơ về Hội đồng thành phố đánh giá xếp hạng thời gian tới. Khi ra sản phẩm thì cái khó nhất vẫn là thị trường, làm sao để tiếp cận với thị trường, làm sao để đưa hàng ra ngoài thị trường và được khách hàng chấp nhận. Thì trong các cái kênh bán hàng thì thực sự mà nói một cái kênh sản phẩm của OCOP đang được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều. Cho nên đó cũng là một cái quyết định để mà mình tham gia OCOP. Khi tham gia OCOP thì sản phẩm sẽ được hỗ trợ về tiêu thụ, được hỗ trợ về các cái chính sách để mà mình hoàn thiện sản phẩm hơn và kết nối cung cầu tốt hơn. Đặc biệt, các sản phẩm OCOP ở Ninh Kiều chủ yếu kết tinh khoa học kỹ thuật và công nghệ chuyên sâu, tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng cao. Sản phẩm OCOP có nét riêng, phù hợp xu hướng 4.0 và từng bước vươn xa, góp phần khẳng định việc thực hiện tốt nghị quyết của quận về chương trình OCOP. Các sản phẩm OCOP ở Cần Thơ bao gồm Ninh Kiều còn đang góp phần giải quyết đầu ra sản phẩm nông nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần thực hành sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn trên địa bàn thành phố nói chung. Chiều nay, Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2022. Định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2022, bà Trần Hục Thắm, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền phản ánh đậm nét các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia của các xã hội. Trong phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, công tác chỉ đạo điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, kỷ niệm 152 năm ngày sinh Lenin. Hội nghị đã cung cấp thông tin về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tuyên giáo Thành ủy và Bảo hiểm xã hội Cần Thơ thống nhất ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Ban tuyên giáo Thành ủy và Bảo hiểm xã hội thành phố giai đoạn 2022-2025. Thưa quý vị, kể từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 20 tháng 4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam. Mục đích là nhằm tôn vinh quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam, đồng thời khơi dậy khát vọng của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp nói riêng và thương hiệu quốc gia nói chung vì một Việt Nam hùng cường. Cùng với chú trọng đầu tư nhà máy sản xuất để phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu, thì nỗ lực phát triển thị trường trong nước cũng được Việt Tiến, đơn vị may mặc mang tầm thương hiệu quốc gia hết sức quan tâm. Trong đó, cửa hàng Việt Tiến House tại quận Ô Môn vừa khai trương vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, là một trong những nỗ lực nhằm giúp người dân tại thành phố Cần Thơ và các địa phương lân cận nhận diện thương hiệu và lựa chọn những sản phẩm may mặc trong nước có chất lượng. Để cái thương hiệu Việt Tiến đi vào người tiêu dùng và có uy tín vị thế, thì chúng tôi xây dựng ba cái giải pháp hành động. Một là vấn đề xây dựng một cái nhãn hiệu thương hiệu có cái vị thế và tầm vóc uy tín. Cái thứ hai là chọn những cái sản phẩm nguyên liệu, các cái phụ liệu làm sao nó phù hợp với xu thế của cái mục tiêu phát triển bền vững trong gian tới. Cái thứ ba là cái gu ăn mặc của đồng bào miền Tây, các khu vực miền Tây nói riêng, và cái cách mà chúng tôi sẽ triển khai đó là cách bán hàng tại cửa hàng Việt Tiến House hay là chúng tôi bán hàng trên mạng qua các cái chương trình, các cái mạng xã hội để tạo ra cái tiêu dùng tốt hơn nữa. Hình thành từ năm 1992 với cửa hiệu bánh kem ban đầu. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Vũ Phúc đã có hệ thống các điểm kinh doanh bánh và cửa hàng cung cấp các nguyên phụ liệu làm bánh và chế đồ uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo chủ doanh nghiệp này, cốt lõi để tạo nên thương hiệu qua 30 năm hoạt động chính là sự tin tưởng của khách hàng. Vì khách hàng là cái chìa khóa thành công của mình. Khi mình kinh doanh thì bắt buộc mình phải là bán hàng. Và cái người mua hàng của mình là cái người đem đến cái sự phát triển và sự thành công cho mình. Cho nên là cái khách hàng là cái mục tiêu đầu tiên mình phải chăm sóc. Từ lúc trước, trong và sau khi bán hàng thì khách hàng phải có sự trải nghiệm để làm sao họ ấn tượng về cái dịch vụ của mình. Để khi mà người ta luôn luôn nhớ và thương mình thì đó mới là cái bền bỉ lâu dài.
song song với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian qua, các cấp các ngành của thành phố Cần Thơ luôn có sự quan tâm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp. Nhiều hoạt động ký kết đã diễn ra nhằm hướng tới xây dựng mối liên kết ngày càng chặt chẽ và hơn hết là góp phần để xây dựng thêm nhiều nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm của thành phố Cần Thơ. Ngành công thương sẽ phối hợp tích cực với cái hệ thống chuỗi siêu thị, các cái cửa hàng tiện ích và đã có một cái kết quả bước đầu nhất định với cái hệ thống siêu thị Go rồi là Winmart cộng cũng như Bách Hóa Xanh và Co-op. Thì trong năm 2022, ngành công thương sẽ tích cực chủ động là phối hợp để có những cái kế hoạch cụ thể chi tiết làm sao đó kết hợp nhuần nhuyễn giữa là các cái hợp tác xã, các cái nông hộ với cái hệ thống các cái siêu thị và các cửa hàng tiện ích để tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con nông dân. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 80 nhằm triển khai hoạt động hưởng ứng tuần lễ thương hiệu quốc gia, chào mừng ngày thương hiệu quốc gia năm 2022. Nội dung chủ yếu là nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4 năm 2022, với mục tiêu tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thành phố về hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia, thông qua thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Thưa quý vị, từ tối ngày 19 tháng 4, nhiều diễn đàn đã phản ánh về việc một số trường trung học cơ sở ở Hà Nội vận động, thậm chí là yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực kém phải chuyển sang trường tư, trường nghề hoặc là cam kết không thi vào lớp 10 công lập. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ và yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm nếu có tình trạng trên. Trên khắp các diễn đàn, nhiều người bày tỏ bức xúc về biểu hiện của căn bệnh thành tích này. Một số ý kiến cho biết việc một số trường trung học cơ sở trên địa bàn đã ngăn cản việc thi vào lớp 10 đối với những em học sinh được cho là có học lực không tốt xảy ra ở nhiều trường, nhiều khu vực và nhiều năm nay. Một số phụ huynh từng rơi vào trường hợp này còn chia sẻ thêm với lời khuyên đi học nghề. Lý do nhà trường đưa ra là những em học lực kém nhiều khả năng sẽ trượt kỳ thi vào lớp 10, thậm chí có trường hợp còn được giáo viên nhắc khéo. Nếu các em cố tình thi vào lớp 10 sẽ không được xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Ngược lại, nếu đồng ý học trường trung học phổ thông tư thục hay trường nghề, các em sẽ được nâng đỡ để đạt học sinh tiên tiến, có học bạ đẹp để xét tuyển. Cũng có ý kiến cho rằng việc sàng lọc này là do bệnh thành tích và đánh giá thi đua của các trường. Do cách tính điểm thi đua của ngành giáo dục khi lấy kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông để đánh giá thi đua hoặc xếp hạng các trường. Còn các trường lại lấy kết quả điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông của học sinh để đánh giá thi đua đối với giáo viên dạy các lớp đó. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu mọi trường trung học cơ sở chấm dứt việc vận động học sinh không đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông, đồng thời cho rằng việc học và đăng ký tuyển sinh là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ. Công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở phải được định hướng cho học sinh rõ ràng để các em đưa ra lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.